Nhưng việc thi đấu sân mới này hơi xấu nên làm cho chuyên môn của thi đấu hai đội giảm đi nhiều ạ. Cậu thì hân vừa mềm vừa lây quá nên dập bóng vừa khó với chạy khó. Em nghĩ về mặt sân thế này thì không thể làm quen được, đá là như thế nào thì cũng thế. Nhưng việc thiếu Phạm Văn Đức thì em nghĩ là cũng ảnh hưởng đến nhiều đến lối chơi của đội ạ. Về việc thiếu thiếu với nhiều cầu thủ bị chấn thương nên là hai bên của bọn em phải đưa những cầu thủ không phải là thực sự tiền vệ biên vào đá.